Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đến với Đáp Game ngày hôm nay. Thì chúc toàn thể anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em một con game mới nhá anh em nhá. Đấy là BioShock. Thì game này được đánh giá khá cao, gọi là con game của thế kỷ. Thì nó là một con game có góc nhìn thứ nhất, và chúng ta sẽ đi khám phá một cái thành phố ở dưới lòng nước. Thì từ đầu thì chúc toàn thể anh em có một buổi tối vui vẻ, ăn cơm thật là ngon. Và để xem những video khác thì anh em có thể ghé qua kênh YouTube của mình tại địa chỉ là Tab Game. Và nếu anh em thấy hay thì hãy để cho mình lại một lượt đăng ký kênh để ủng hộ thêm kênh nhá. Bây giờ thì chúng ta vào thôi. Hôm qua tôi cũng mới tải chơi hôm nay chơi tự chơi sân nhà. Nghe nói là cái bản BioShock này nó là một game rất là hay. They told me, son, you're special. You were born to do great things. Bố nói với tôi là con rất là đặc biệt, You know what? con thể làm những điều rất là tuyệt. Đó, con biết mọi người biết gì không? Họ đã nói đúng. Phải hơn rơi máy bay à? Ngồi đây bạn, cánh quạt của máy bay à? Ngồi lên sống đi. Lửa lửa lan lên mặt nước này, cháy cả chỗ này cái này luôn này. Cái thằng đồ mình đẩy được cái này này. Thế. Mình bị rơi máy bay. Propaganda, một cái sự thay đổi lớn.
một cái câu nói của Andrew Ryan ở trong cái có cái đất nước nào có một nơi cho một người như tôi không? Là propaganda, không có chúa hoặc là vua, chỉ có một người đàn ông duy nhất. Hay quá nhỉ. Nghệ thuật, công nghiệp, bạn có thể làm lửa bằng cách vệ đến tay ạ. Ông bảo là người đàn ông thuộc về nông trại không? Người là một người đàn ông có thuộc về cái gì không? Nhưng mà một người đàn ông nên thuộc về một cái thành phố gọi là Rapture. Đẹp phải luôn. Một cái thành phố ở dưới nước. Biển Atlantic. Lan được thông báo là có khách đến chơi ở thành phố hay sao ấy. Thằng ấy là mình đây. Thằng ấy là mình ấy, mình đến tham quan đến thành phố của nó, Rapture. Xin lỗi, tôi không định đi đi qua đây, đừng hại tôi. Hãy để tôi đi. Cô có thể giữ khẩu súng. Cô có thể... Ua. Ua. Mặt nó này ghê đấy. Mới đến đúng không? Ủa, phải luôn á. Ô, cái lô đi ấy, đi bạn mày khùng à? Ô, ô, phải luôn. Ô, ô, đi tôi cho tôi thoát khỏi đây.
Nó bảo là cầm cái radio đi. Cái thằng nó gọi ở Atlas, nó bảo là tôi không biết tại sao anh sống được qua cái vụ tai nạn là máy bay đấy, nhưng mà tôi sẽ giữ anh sống sót. Anh phải anh nghe tôi và đi đến cái chỗ cao hơn một tí. Anh có lẽ là phải trốn qua đấy đấy, để anh cái điều anh có thể làm nhất là anh phải tin tôi. Wow. Cầm một cái gì đó. Wow. Né né né. Úi xồi ôi. Suýt chết. Chào mừng người Rapture. Wow. Con bảo thì bạn mình là bố nó vậy luôn, sao mình đi lâu đâu mình cũng đi, mẹ được nhận làm bố vậy. Vậy luôn, thật không phải bố mày đâu nhá. Rapture năm 1946, một cái sự tầm nhìn của một người, tạo ra một cái kỷ nguyên mới ấy, kiểu vậy. Hãy mở cái last meet của mày ra. Dòng code trong người đang được viết lại, hãy cố giữ chặt và mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Sẽ không hơn một cái thằng bố người đi bạn toàn sắt à, nó gọi mình là đi bạn con cá nhỏ cay thế nhở gì. Thiên thần à? Gọi mình là thiên thần rồi đấy. Mình có thể tay mình có thể bắn được điện ra. Hô.
Ôi, hay quá nhờ. Điểm. Bắn. Đỉnh của chó quá nhờ. Mình hết điện rồi. Trong mỗi cái thùng đấy thì nó sẽ có cái để mình bật điện ra. Hay quá nhỉ. Có thể cho vào được cửa để mở cửa. Ok. Ui. Ui. Cái thân máy bay đâm vào cả thành phố này. Lúa. Gãy cái mạng cầu. Cái gì vừa chạy qua đấy? Giết thì mình sẽ hồi sinh tại ngay cái chỗ này. Khi mà mình đi qua một điểm ở đây thì mình sẽ được hồi sinh ở đây. Your hockey is mine, I'll work.
Thằng này nó bảo là nó rất mừng vì mình ở đây, mình là người sống sót cuối cùng, thì bây giờ nó muốn mình đi tìm gia đình của nó ở chỗ truy săn lùng Neptune vì để cứu gia đình nó. Rồi không, tại sao mẹ không cảm thấy cái gì từ con cả, mẹ không cảm thấy răng hay là cái gì hết cả. Ôi trời ơi, không không cái gì đấy. Ê plasma đấy nó thay đổi tất cả mọi thứ và nó thay đổi cả hình dáng của con người lẫn trí óc của họ luôn. Thế là cái nơi này nó đang bịt thành cái địa ngục. Vãi luôn. Ôi thế mình vừa tiêm cái plasmid đấy vào người mà. Anh đi đâu rồi? Rồi anh yêu cái này nó không có đúng. Sao lại không đúng? Đang trong cái lúc mà năm mới, con này nó bảo nó cô đơn quá, nó cảm thấy cô đơn quá và tại chuyện gì nó đang xảy ra vậy, mà tại sao nó lại xảy ra như thế? Cái okay. Bọn này bị biến đổi ở trong mùa Noel à? Dùng ép để mình tăng máu. Đây là đồ ăn của mèo.
đúng không? À, điện có thể giật chết được bọn này. Mình ở mình thấy đối thủ ở dưới nước nên mình có thể giật chết nó bằng điện. Ai nhỉ? Tiền này. Uống rượu và say ạ, vậy là phải có điện. Dập nước bồn cầu. Này là con quái vật ạ. Nhỏ nhỏ thôi. Đi vậy. Ui. Ui xô. Đi có mẹ. Ui xô. Ui xô. Chạy. Ui. Đi có mẹ. Ui. Ui. Chó này bắt nạt này. Ủa, đấy là bố của nó đấy, đi mà, bố lớn của nó đấy, đi con mẹ bắt nạt. B để save game. Game đã được xếp. Đây là một nhà hát à? Một cái bánh. Ủa. Ủa. Chó. Chó. Cho cả cờ lê mồm ngay. Cười cái đéo đấy. Kinh ấy. À. Đấy. Giật điện để cho nguồn nước có bị giật. Về nét tuôn bao ti đây. À, xin chào buổi sáng Rapture.
chạy đi xả nước bồn cầu trộm vậy, cho chúng nó tốn tiền nước chết con mẹ chúng nó đi, cuối tháng trả tiền nước đều có nước mà tắm. À, mình có thể mở được những cái thùng này này. Cửa này bị khóa mẹ em. Vào đây rồi. Nó báo là mẹ cái chỗ này nó báo security ở vãi luôn được. Wow. Bố mày có phép thuật đấy nhá, thì con mẹ bố mày có phép thuật đấy nhá. Cửa đấy nó bị thằng nào đóng rồi, bây giờ mình phải đến cái chỗ medical rồi, mình không qua được cái nóc tun bounty rồi. Mình bị mắc bẫy rồi, mình sẽ cố để thoát ra từ đây. Ai cử ngoài tới đây? Ai cử ngoài tới đây? Mẹ chính phủ à? Hay là cái gì? Vãi luôn, té té té. Vãi cả game bạn đi co vậy với số tưởng được uống rượu ấy cả đi bạn nàng tiên cá thì hóa ra lại đi này gặp biết thành phố giống zombie ghê vậy luôn. Vậy zombie còn biết cầm cả đi bạn lấy búa đấm mình ạ. Anh đã gặp Andrew Ryan, là một cái thằng vua của cái chỗ đấy. À, mình có thể sửa lại cái này để cho nó đúng vào cái khắc kia. Mình đã hack thành công rồi.
tiền ạ, phải luôn. Có hai chúng ở nhau kìa. Liên quan gì tao? Biến đổi cả giới tính, biến đổi cả cái gì nữa. Wow. Hứa với tôi cái gì rồi? Là nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Wow. Wow. Đi, mẹ nó có máy bắn tự động luôn mà.
Ôi, nó có cái máy bắn tự động mà vãi luôn. Mình có thể hack cái này được mà. Súng bây giờ thì phải bắn súng thôi anh em ạ. Mình có thể hack cái này. Ok, nếu mà mình hack thì mình sẽ được món đồ ngon hơn trong cửa hàng. Mình hack chưa còn mình mất máu. Hay trượt máu ạ, phải luôn.
Kéo có cái đường thẳng rồi nhỉ. Chết rồi. Làm sao được. Kéo có đường ngang nữa mình hết đường ngang rồi. Không đủ đường ngang ạ. Ôi, bị giật này. Đi con mẹ mày đen vãi lúa. Ok. Đấy, thì sẽ mua được đồ nhiều hơn. Nhiều đồ hơn. Mình có thể hack camera đây. Mình không cần phải bắn mệt thụ đấy, mình sẽ hack camera là được. Wow, một cái thuốc là cái thuốc này sẽ làm mình khỏe hơn. Nó có thể sử dụng ở trong cái plastic mine ạ. Đi coi nha. Lão cười 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 ghét luôn.
Wow. Ồ, mình có thể bắn lửa được này anh em này. Ây da. Ây da. Nếu mà mình đốt lửa thì nó sẽ đốt lửa vào vào trong cái oil thì nó sẽ cháy lên. Ồ, hay à? Thì vậy mình cũng muốn có phép thuật này. Mình cũng muốn có phép thuật này anh em ạ. Thì vậy phép này hay vãi luôn. Mình bật bật hút thuốc lào thì không cần phải vậy phải dùng bật lửa luôn. Hút thuốc lào không cần phải dùng bật lửa làm gì cả, tốn công tốn sức ra chỉ cần búng ngón tay phát là có lửa luôn. Đỡ phải tiền mua thì phải bật lửa. Hay quá nha. F1 để trở lại giật điện này. Này để bật lửa này. Mình đang ở đây này. Mục đích của mình là phải đến đây đúng không? À, mình đi nhầm rồi. Có nhiều ban đết đã luôn. Mình đang ở đâu ấy?
ở bên dưới. Wow. 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 Mình có thể dùng auto hack mình hack, còn không thì mình sẽ phải hack thủ công. Phải dài vừa con nào định vào xông vào giết mình à, thì mẹ tao vừa hack trụ đấy mày tuổi chi. Cái tăng chỉ số bắn súng của mình à? À, tăng tỷ lệ đánh đánh cái cờ lê của mình lên. Cười cười vậy là gì, ghét thật. Hay. Mình có thể hack cả cái này này. Wow. Ok luôn. Wow.
Wow. Chúng nó phục kích mình ạ. À, mình vừa lấy được khẩu shotgun rồi. Wow, mình bị đóng băng này. Mình có thể hack nhanh hơn. Từ đâu vậy? À, nó bị đóng băng giống mình. Thì thuở nó bị đóng băng giống mình ạ. Vậy là có một phép mới này.
mình có thể thay đổi phép được. Mình có thể thử à. Ồ. Ây da. Nó nhỉ. Ôi vãi luôn, mình ném một phát thẳng mồm nó luôn ạ. Mình phải nổ luôn. Ôi, nghe khỏe đấy. Mày có thể suy nghĩ mà. Quay lại nha. Hay quá. À đây đây, mình sẽ dùng phép. Đúng rồi. mình sẽ dùng phép, mình sẽ dùng phép. Vãi cả đài. Vào đây bắn như tung con mọi người ạ. Mình có thể thay đổi như nào nhỉ? Thay đổi phép như nào nhỉ? Thank you.
mình có phép thuật mà nhỉ. Mình cứ tưởng mình là người không có phép thuật ạ. Đi mẹ mình có phép thuật mà. À, mình vào đây rồi đúng không? Mình vào sắp phòng sắp lai rồi, mình vào đây rồi này. Đi, các bạn biến ạ. Không mở được nhỉ. À đây. Cái dịch vụ tang lễ. Bật đây. Wow.
Ôi, khóc rồi. Khổ thân. Thì nó khóc rồi. Mẹ chắc là nó thương bố lắm. Tao cho mày đi theo bố mày luôn nhá. Wow, khi nó biến đâu mất rồi. Ôi, có một thằng ở vừa đây mà đúng không? Đây là những cái chỗ mình chưa đi đây, mình đã đi hết rồi. Bây giờ mình chỉ còn mỗi một chỗ nữa thôi. Wow. 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 Đây, mình sẽ đi chỗ này. À, mình có thể hack cái này đây. Sẽ tốn ít mana hơn, tốn ít tiền hơn để mua máu. Sao cửa này không mở nhở? Đốt mẹ cửa được không? Không được. Rồi, chúng ta đi thôi. Chả còn cái vẹo gì ở đây rồi.
chơi mấy cái trò hack thì mình thích chơi mấy cái trò dẫn ống nước nha. Hack mấy cái giật dẫn ống nước này hay vậy luôn. Mà anh thợ sửa ống nước. Không được à? Đi tiếp vào. Kia đi cùng với con bé này. Nghe vậy trời không đi được à? Ta là người có sức mạnh à? Ôi giời. Bật tao đi, mày bật tao đi. Mày bật tao đi. Mày bật tao đi. Hack cái này cho nó rẻ tiền cái. Tăng máu cái sắp hết máu rồi, sắp chết rồi. Má nó.
cái cách đổi phép nhào nhào mình quên con mẹ mất rồi. Ấn cái nút nào thì đổi phép này. Tiếp rồi đổi đúng không? Ơ à, sao ấn ship không được nhỉ? Ship này mình sẽ có thể đổi class meet my của mình này. Sao không được à? Ôi mình chết mẹ rồi. Đi con. Đây mình sẽ về đây. À rồi, mình có phô tác ký kìa. Đi mà muộn rồi. Đây. Xong mình không được đổi được cái plasma mít của mình nhỉ.
Mình không thể mang thêm cái đấy nữa bởi vì mình đầy cái đấy rồi. Cái lộn ấy xong rồi nó hóa điên nó bật mình ạ. Mình đang nghiên đang ngành thì không muốn. Chìa khóa để vào cái phòng gì đó. Hack cái đi lấy điểm kinh nghiệm cho nó. Chơi theo đồng đô la anh ạ. Ôi mình đánh vừa mình đánh rất điện ạ, vãi luôn thật. Sao mình tới Rapture. Wow.
bảo là tha cái con này đi, mình không cần phải giết nó. Dùng cái của mình để kết hợp lại với cả một cái nữa để ra được một cái một cái mới à. Hồi phục máu này, tăng cái lượng ít của max của lên cao này. Tăng cái này đi. Tăng cái phi xích của nó lên. Mình lại quay về chỗ ấy này. Bây giờ mình quay lại cái chỗ kia thôi. À, hóa ra là vậy. Ủa. Mình phải nếu mà mình muốn có con này ấy, thì mình phải xử lý bố của con này trước thì mình mới có thể được cái kia có thể wow. Đít có bạn ơi. À. Wow. Xử được bố này thì mới được xử con này. Gọi bố mày, gọi thằng bố mày vào đây. Thằng bố đâu nhỉ? Yeah.
nếu mà mình muốn giết cái con bé này thì mình phải phải giết thằng bố nó trước thì mình sẽ harvest được cái con này. Sau khi mình harvest được con này thì mình sẽ gì nhỉ? Mình sẽ tăng được điểm kinh nghiệm của mình lên. À, mình có thể hút cái này ra mà nhỉ? Vét lại. Mình tăng cái tỷ lệ physics của mình lên. Mình sẽ đánh mình sẽ trâu hơn, mình nhiều máu hơn và mình nhiều cái lượng kia hơn. Được mà làm phép nhiều hơn được cái này. Cậu nhóc một cậu nhóc thì không làm những cái chuyện mà xấu. Quay trở lại cái phòng này thôi. Mình đã giết được hai chị rồi, hai cái con chị nhỏ đấy, mình nâng cấp được khá nhiều. Bây giờ mình sẽ đi tiếp vào. Mình sẽ bật lại cái phòng này thôi. Mình sẽ bật lại cái phòng này để nó hiện lên là được. Đi thôi.
Neptune Bounty. Cuối cùng mình đã, sau trải qua bao nhiêu gian khổ, chúng ta đã đến được chỗ săn của Neptune. Quay lại mình tìm cái gia đình của thằng kia đây. Mình phải ở đây thì mình mới chuyển được. Mình phải ở đây thì mình mới chuyển được anh em ạ. Mình có Grand Jockey và mình có, nhưng mà mình sập điện thì cái con đấy đấy, cái con đấy đấy, địt con lại mềm, cái con mà mình gặp lúc đầu ấy. Wow, ui nó nhảy lên kia đây này, bạn gái. Một cái con chị nữa kìa. Mình hack cái đó. Đấy, mình có thể hack cái này. Ủa. Thank you.
Harvest rồi thôi. Cái này là gì đây? Đã bị hỏng rồi. Đây. Này sẽ cho nhiều máu hơn, nhưng mà mình bơm máu để cho nhiều máu hơn. Được nè. Giả đam ngay. Wow. Nhảy. Được nào đi cũng được không?
Yeah. Không được à? À, phải tìm đường khác rồi. Ôi chết mẹ rồi. Đi còn lại. Ok. Thôi ngày mai mình chơi tiếp nha anh em nhá. Bây giờ mình nghỉ đây. Cảm ơn tất cả anh em đã chơi với mình ngày hôm nay. Bây giờ hôm nay thì chúng ta có cái nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải đi cứu cái gia đình của thằng này, nhưng mà có vẻ là không được rồi. Ngày mai thì mình sẽ chơi tiếp nhá anh em nhá. Thì hẹn toàn thể anh em vào ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ đi giải cứu cái gia đình của cái thằng mà đã cứu mình khỏi đây ấy. Thì hôm nay chúng ta đã biết được cái thành phố này nó là một cái thành phố dưới nước, và nó các người dân ở đây đều được tiêm một cái loại thuốc là loại thuốc là plasmid, vì cái plasmid này nó làm cho con người nó bị biến đổi từ giọng nói, khuôn hình cho đến giới tính và vân 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 vân. Thì ngày mai chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp nhá. Bây giờ thì mình nghỉ đây. Chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn anh em vào ngày mai. Bye bye. Anh em vào ngày mai. Bye bye.